Hello và chào mừng mọi người đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Thì theo như yêu cầu của các bạn thì clip ngày hôm nay mình sẽ lên combo setting 4 ngón cũng như là độ nhạy ở trên các dòng điện thoại iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 và iPhone 14 Pro Max nha. Thì khá nhiều bạn hỏi mình về cái setting 4 ngón cũng như là cái độ nhạy ở trên các dòng điện thoại iPhone 12 và iPhone 13, 14 Pro Max. Thì ngày hôm nay mình cũng đã kiếm được một em iPhone 12 Pro Max để mình lên cho anh em cái setting 4 ngón cũng như là cái độ nhạy. Thì mình thấy các bạn thích setting 4 ngón khá là nhiều, thì clip ngày hôm nay mình sẽ lên cho các bạn combo setting 4 ngón và độ nhạy để các bạn nào đang sử dụng các dòng điện thoại iPhone 12, 13, 14 Pro Max thì có thể tham khảo qua cái video của mình nha. Thì các bạn xem video của mình thì nhớ cho mình một đăng ký kênh cũng như một like. Các bạn có thắc mắc gì comment phía dưới để mình giải đáp nha. Thì nếu video này các bạn lên cho mình được 300 like đấy, thì mình sẽ ra cái setting 3 ngón đấy, để cho các bạn nào đang có ý định chuyển từ bắn 2 ngón lên bắn 3 ngón. Thì video này mình cũng chia sẻ cho các bạn cách bắn cận chiến cũng như là sấy xa và sấy x3, x4, cũng như là các bạn nào chưa thành thạo về cái kỹ năng bắn bắn cận chiến thì video này mình sẽ phân tích để cho các bạn hiểu nhé. Thì trước tiên mình sẽ cho các bạn tham khảo luôn cái setting 4 ngón của mình ở trên cái thiết bị iPhone 12 Pro Max này nha. Thì ok, thì đây là cái setting 4 ngón. Thì video trước mình cũng đã cho các bạn tham khảo cái setting 4 ngón rồi. Thì mình thấy cái điện thoại iPhone 12 này thì nó khá là to nhá. Kích cỡ màn hình của nó to hơn con iPhone 11 Pro Max của mình. Chắc là to hơn khoảng độ 2 đến 3 inch gì đó, mình cũng chưa tham khảo sâu các bạn nhá. Thì mình cũng đã test qua cái độ nhạy ở trên con điện thoại này rồi. Thì các bạn nào đang sử dụng các dòng iPhone 12 Pro Max như này cũng như là iPhone 14 Pro Max đổ về thì có thể tham khảo qua cái setting này của mình. Đấy, các bạn nào chưa có cái setting phù hợp hay là các bạn nào chưa có cái độ nhạy hoàn thiện thì có thể tham khảo qua nhá. Thì ok, thì sau đây mình sẽ phân tích cho các bạn xem luôn cái setting 4 ngón. Thì setting 4 ngón của mình thì mình vẫn bắn 2 ngón bên tay trái và 2 ngón bên tay phải nhá. Đấy. Thì nếu mà các bạn bắn nhiều ngón thì nó sẽ hiệu quả hơn. Thì đối với cái setting 4 ngón này thì đối với cận chiến hoặc là bắn tầm xa thì nó khá là ok nhá. Thì các bạn nào thích mình chuyển về bắn 4 ngón ấy thì có thể comment phía dưới và các bạn like thật là nhiều vào video. Đấy, thì mình sẽ chuyển về bắn 4 ngón nhá. Mình thấy bắn 4 ngón là nó khá hiệu quả luôn các bạn nhá. Đấy, nhấp nhả nhanh này. Thì đối với bắn trên điện thoại đấy thì mình cũng khuyên thật với các bạn là hãy lên sử dụng bằng gyro, hãy luyện tập. Thì bắn bằng gyro thì nó sẽ nhanh hơn nhá, phản xạ nó nhanh hơn. Đấy. Thì ok, thì sau đây mình sẽ test qua một vài kỹ năng cận chiến cũng như là di chuyển mượt mà đấy, và mình sẽ phân tích để làm sao cho bạn di chuyển mượt mà nhất và bắn cận chiến nó hiệu quả nhất nhá. Thì ok. Thì kỹ năng cận chiến này thì thường thường là mình làm video và hướng dẫn setting cũng như độ nhạy thì mình cũng nói rất là nhiều rồi đấy. Thì các bạn hãy sử dụng bắn cận chiến, vừa bắn vừa sử dụng nút di chuyển như này. Đấy, di chuyển sang ngang như này nhá. Thì nó rất là hiệu quả luôn. Đấy, thì các bạn nào mà mới bắn cận chiến mà mới vào luyện tập ấy thì các bạn cứ sử dụng này nút bắn này, rồi sau đó các bạn sử dụng nút di chuyển này. Đấy. Đấy, khi nào mà thành thạo hơn ấy thì các bạn có thể là áp dụng thêm nút ngồi nhá. Đây, nhấp nhả ngồi này, đấy, hoặc nằm thì khá là ok luôn nhá. Đấy. Thì đối với Pro Layer đấy, người ta hay sử dụng bắn cận chiến là vừa sử dụng nút nằm và bật FPT nhá. Đây, đấy. Bắn thế là rất là hiệu quả luôn nhé các bạn nhé. Hoặc các bạn có thể nhấp nhả ngồi và nghiêng người, đấy cũng đều được nhé. Đấy, tránh đam rất là hiệu quả. Thì các bạn để làm sao mà di chuyển mượt mà như mình đấy thì các bạn hãy vào phần điều khiển lưng cao nhá. Các bạn kéo xuống cái tốc độ chạy này, ví dụ cái tốc độ chạy của bạn chỉ có 50 thôi. Đấy, các bạn hãy kéo lên cho mình tầm 90 hoặc 88%. Đấy, thì nó sẽ di chuyển mượt mà nhá. Và cái con quay di chuyển như này, đấy, cái nút chạy liên tục này các bạn hãy kéo sát lên trên một chút. Đấy, thì nó sẽ là ok hơn nhá.
Thì đây mình sẽ cho các bạn tham khảo đây, các bạn nào thích cái setting 4 ngón như này thì có thể comment bên dưới để mình gửi cho cái mã code, hoặc là mình sẽ dán ở phần mô tả để các bạn vào đó mình các bạn lấy cái mã và các bạn lưu cái setting này nha. Thì ok, mình sẽ test lại qua một vài kỹ năng cận chiến cơ bản. Đấy, để các bạn tham khảo nhé. Đấy, bắn nhiều mục tiêu cùng một lúc rất là hiệu quả nhé. Thì ok, thì sau đây mình sẽ test ở tầm xa cho bạn xem nhé. Thì đối với cái setting 4 ngón này thì nếu mà các bạn nào thích mình quay về làm cái setting 4 ngón, hay là mình chơi ở trên cái setting 4 ngón này thì các bạn cứ comment thật là nhiều vào để mình sẽ quay lại cái setting 4 ngón này. Thì mình cũng đang thích cái setting 4 ngón này dần rồi các bạn nhé. Thì bắn rất là hiệu quả luôn. Đấy, mà dễ chơi và dễ làm quen luôn nhé. Đấy, các bạn nào mà muốn lên đang có ý định chuyển từ 3 ngón lên bắn 4 ngón ấy thì có thể tham khảo qua cái setting 4 ngón này của mình. Cái setting 4 ngón này của mình thì nó khá là dễ chơi đấy các bạn nhé. Nó không khó chơi như các cái setting khác nha. Thì ok, thì sau đây mình sẽ sẩy xa cho bạn xem nhé. Sẩy vừa nhấp nhả luôn nhé. Rất là ổn định luôn. Mình sẽ chuyển sang scope 3 sấy ở tầm xa luôn nhé. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất là ổn định luôn. Đấy, setting 4 ngón này nhấp nhả ngồi thì khá là nhanh luôn các bạn nhé. Đấy. Thì mình có khả năng mình sẽ quay lại cái setting 4 ngón này để mình chơi các bạn ạ. Hình như mình chỉnh lại một chút cái độ nhạy ở bên phần góc nhìn thứ ba là Holo Z Dog nó hơi bị chậm các bạn. Đấy, mình sẽ chỉnh lên. Thì mình cũng đã ra các video về hướng dẫn về cách tự chỉnh độ nhạy rồi đó các bạn nhé. Đấy. Đấy, bắn khá là ok rồi. Đấy, các bạn cứ chỉnh làm sao cho nó phù hợp với cái lúc bạn bắn đấy, mà các bạn ghim cảm thấy nó nhạy quá hoặc là nó chậm quá thì các bạn hãy chỉnh lên nhé. Đấy, thì mình cũng áp dụng cái công thức đó để mình chỉnh cái độ nhạy mà. Thì ok. Thì sau đây mình sẽ test ở trên cái chiếc điện thoại iPhone 12 này. Thì mình thấy cái điện thoại này khá là to luôn các bạn. Đấy. Cái kích cỡ của nó khá là to, tầm nhìn nó rất là rộng luôn. Đây, mà chưa có tiền mua luôn các bạn ạ. Thì máy này máy mình đi mượn nhá. Đấy, ok. Khá là ok nhá đối với Scope 4 này. Scope 4 bắn khá là ok luôn. Thì mình sẽ nhặt thêm một khẩu cốp 6 nữa, chút nữa mình sấy cho các bạn xem luôn nhá. Đấy, tầm đứng in luôn. Thì mình thấy các bạn rất là thích cái setting 4 ngón thì mình sẽ chuyên làm về cái setting 4 ngón này để cho các bạn tham khảo. Đấy, các bạn cứ like thật là nhiều video vào, rồi các bạn nào thích cái setting 3 ngón nữa thì mình cũng có thể làm cho các bạn xem luôn nhá. Thì ok, mình sẽ test nhanh cho các bạn xem các kỹ năng bắn tầm xa cũng như là cận chiến làm sao cho nó hiệu quả nhất nhé. Đây thì các bạn nào mà mới lưu cái setting của mình về đấy thì các bạn cứ vào phòng luyện tập như này các bạn, luyện tập cho mình nhé. Đấy, luyện tập làm sao cho nó thành thạo đấy, rồi sau đó các bạn vào trận đấu bắn thì quá tuyệt vời luôn đấy. Quan bác auto top 1 nha. Khá là nhanh luôn nha. Bắn nhiều mục tiêu cùng một lúc luôn. Đấy. Đấy, bắn rất là hiệu quả luôn, nhấp nhả sờ cốp nghiêng người. Đấy, rất là hiệu quả ở cái setting 4 ngón và cái độ nhạy ở trên chiếc điện thoại này nha các bạn nhé. Bắn này khá là ok luôn. Thì chút nữa mình sẽ vuốt chậm chậm ở các cái setting để cho các bạn tham khảo nhé. Các bạn nào mà muốn cài giống mình thì có thể cài, và các bạn có thể tham khảo qua cái phần setting cơ bản cũng như nâng cao. Đấy, thì để xem mình cài như thế nào thì các bạn có thể cài theo nhé. Thì ok, thì mình sẽ sấy xa một lúc nữa. Đấy, để cho các bạn xem luôn. Sấy scope 6 này các bạn này. Đấy,
Tâm đứng in, đấy là mình chưa sử dụng nút ngồi nữa, sử dụng nút ngồi tâm nó còn đứng nữa nha. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đấy, thì mình khuyên các bạn nếu mà các bạn thấy địch ở tầm xa như thế này đấy. Đấy, tầm xa như này. Đấy thì mình khuyên bạn hãy ngồi xuống sấy hoặc nằm xuống nha. Nằm xuống thì tâm nó sẽ ổn định hơn. Đấy các bạn thấy chưa? Mình sử dụng nút nằm này, tâm này, bắn đứng yên luôn, không rung một tí gì. Đấy, đấy. Ok. Khá là ok luôn nhé. Đấy, đối với cái setting 4 và cái độ nhạy. Rất là ok. Thì các bạn muốn mình làm về những cái combo hay là cách sử dụng setting hay độ nhạy như thế nào cho nó hợp lý thì có thể comment để mình thấy cái video, cái comment của các bạn nào hợp lý thì mình sẽ làm theo nhé. Đấy, mình theo làm theo. Thì các bạn mà comment bên dưới thì mình cũng rất là dành thời gian để mình comment lại từng bạn một. Thì các bạn nhớ xem video, nhớ like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có cái động lực ra thật là nhiều cái video hay hơn nha. Thì ok. Setting 4 ngón này nhấp nhả thì khá là ok luôn các bạn nhé. Đấy, nhấp nhả tầm xa này. Cận chiến này. Đấy, rất là nhanh luôn nha. Này, các bạn cứ di chuyển, ví dụ như các bạn muốn công địch đúng không? Các bạn hãy di chuyển này, cứ sử dụng cái con quay di chuyển này, các bạn cứ lắc lắc sang ngang như này cho mình. Các bạn đừng chạy thẳng như này nhá. Chạy thẳng như này là địch nó sấy, các bạn chỉ tầm 4 viên là các bạn die luôn. Đấy, các bạn hãy di chuyển nếu các bạn muốn công địch ở phía trước này đúng không? Đấy, các bạn hãy check cái tâm trắng này vào cái người địch nha, rồi các bạn di chuyển. Đấy, di chuyển. Đấy, ví dụ như là bạn ấy thò đầu ra, các bạn nhấp nhả bắn luôn, nhấp nhả bắn luôn nhá. Đấy thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy, tránh bị đai nhá các bạn nhá. Các bạn cứ di chuyển như thế này cho mình. Đấy, di chuyển mượt mà như này cho mình. Đấy, ví dụ như các bạn nào mà công địch đấy, các bạn đừng có chạy thẳng như này nhá. Chạy thẳng như này là dễ bị đai lắm. Đấy, các bạn cứ chạy làm sao mà con quay di chuyển của bạn cứ đảo sang hai bên như này cho mình. Đấy, vuốt vuốt hết cái con trỏ ở giữa đây lên trên rồi đảo sang hai bên như này là nó sẽ di chuyển được như mình nhé. Thì ok. Thì vừa rồi mình cũng đã test cho các loại scope cũng như là sấy xa, sấy x3, x4, x6 và bắn cận chiến. Đấy, mình cũng phân tích một vài kỹ năng bắn cận chiến và bắn tầm xa. Thì để ví dụ như mình sẽ nói thêm một vấn đề nữa là các bạn là ví dụ như các bạn thấy địch ở phía trước gần như này đúng không? Các bạn đừng nên bật scope nhá. Đấy, ví dụ các bạn đeo scope 3 này ở tầm gần như này đấy, tầm 10 đến 15 20 mét đấy thì các bạn cứ để tâm trắng bắn cho mình. Đấy, cứ để tâm trắng này bắn nhá, các bạn đừng bật scope. Nếu mà các bạn thấy bật scope mà lốc được địch thì hắn hắn nên bật nhá. Còn đâu mình khuyên là các bạn bắn tầm gần, các bạn cứ để tâm trắng bắn cho mình hoặc là bật FPT. Đấy, FPP này này, đấy, bắn tầm gần này rất là hiệu quả luôn. Đấy, tầm nhìn của nó không hạn chế nhá. Các bạn để FPP như thế này thì lúc mình bắn cận chiến thì nó cũng mất một khoảng tầm nhìn nhá. Các bạn cứ bật FPT lên cho mình. Đấy, để như này. Đấy, bắn cận chiến rất là hiệu quả nhá. Đấy, công địch. Thì ok, thì vừa rồi mình cũng đã test nhanh cho các bạn các kỹ năng, thì sau đây mình sẽ cho các bạn tham khảo luôn cái phần cài đặt cũng như là cái setting ở trên chiếc điện thoại iPhone 12 cũng như là iPhone 13, 14 Pro Max cũng có thể tham khảo qua và dùng được cái setting cũng như cái độ nhạy 4 ngón này của mình nhá. Thì ok, sau đây mình sẽ vuốt chậm chậm cho các bạn tham khảo nhá. Thì đây mình sẽ vuốt chậm chậm đây, thì cảm biến ống quay là mình luôn bật này. Chế độ ống ngắm mình để giữ nhá các bạn nhá. Đổi ống ngắm nhanh cũng bật lên này. Đây mình vuốt chậm chậm này, chế độ nghiêng này. Đấy, thì các bạn nào có thể xem qua, các bạn muốn cài theo cái ý thích của các bạn thì cài, và muốn cài theo ý của mà muốn cài giống mình thì các bạn cài nhá. Thì đến phần nâng cao đây các bạn. Đây thì mình sẽ vuốt chậm chậm cho các bạn tham khảo nhá. Tính nhanh ném nhanh thì các bạn cũng bật lên. Vì cái lick này là cái lick phụ của mình. Đấy. Thì mình cũng chưa cài được chuẩn cho lắm nhưng mà mình cũng test qua rồi thì cũng như này là cũng là khá ok rồi các bạn nhá. Thì mấy cái
mấy cái mới mới này thì các bạn cứ cài giống như của mình này là được. Đây, về phần cảm biến con quay đây, tính năng ngắm thì ok, mình sẽ tải lên đám mây luôn. Đây, thì sau đây mình sẽ cho các bạn tham khảo luôn cái setting đồ họa của mình nhé. Thì đối với cái đồ họa của mình thì mình luôn ưu tiên là mượt với 60 fps nhé. Khử răng cưa mình để 2x này, độ sáng mình để 42 này. Đấy, còn đâu nhiều phong cách thì mình để nhiều màu nhé các bạn nhé. Thì ok. Thì sau đây mình sẽ test cho các bạn cái về vấn đề chính, đó là cái setting 4 ngón đây. Thì các bạn nào thích cái setting 4 ngón này thì có thể comment bên dưới. Đây, mình sẽ chia sẻ mã luôn cho các bạn nhé. Mình sẽ chia sẻ luôn cho các bạn này. Đây, đấy các bạn hãy chụp cái màn hình cái bố cục setting 4 ngón ở trên chiếc điện thoại iPhone 12 cũng như 14 Pro Max này nhé. Đấy, thì có thể lưu vào và sử dụng luôn chứ không phải cài gì cả. Thì các bạn nào mà sử dụng các điện thoại có kích cỡ màn hình khác đấy thì các bạn hãy chụp màn hình. Đấy, mình cũng nói rất là nhiều rồi. Rồi sau đó các bạn cài giống như của mình là được nhé. Thì mình sẽ sao chép luôn này. Đó. Đó, mình sao chép rồi các bạn nhé. Về đối với cái độ nhạy, đối với cái setting 4 ngón này. Đấy, mình đã sao chép rồi. Mình quên mình chưa chụp ảnh màn hình. Để mình chụp ảnh lại cái màn hình. Mình sao chép lại nhé các bạn nhé. Thế đây. Để mình chụp ảnh cái màn hình để lúc nào các bạn cần đấy thì mình sẽ gửi cho các bạn nhé. Mình sao chép luôn nhé. Thì ok, thì vừa rồi mình cũng đã cho các bạn tham khảo cái setting 4 ngón và gửi cho các bạn cái mã code rồi đó. Thì sau đây mình sẽ cho các bạn tham khảo luôn cái độ nhạy ở trên chiếc iPhone 12 này nhá. Và các sửa loại iPhone 13, 14 Pro Max luôn nhá. Thì mình sẽ lại vuốt chậm chậm cho các bạn tham khảo nhá. Thì đây là cái setting ở trên chiếc em điện thoại iPhone 12 Pro Max này của mình. Đấy, thì các bạn nào thích thì cũng có thể là chụp màn hình và cài dựa trên cái setting này và cài để làm sao các bạn bắn hiệu quả nhất nhá. Đó, thì đến phần cảm biến quang quay này. Đây là phần độ nhạy cảm biến quang quay nhá. Thì phần độ nhạy ADS mình cũng sẽ không bật đâu. Cảm biến quang quay ADS này là độ nhạy ghi bằng tay. Đấy, chỉ đối với các bạn nào ghi bằng tay thì hãy sử dụng cái độ nhạy ADS này thôi. Thì ok, thì mình cũng sẽ tải lên đám mây luôn nhá. Thì đối với cái setting đối với cái ác phụ này của mình thì mình cũng chưa lên được cái setting nâng cao nhé các bạn nhá. Hay mình chỉ có cái setting độ nhạy cơ bản thôi. Nhưng mình thấy cái độ nhạy cơ bản này bắn là nó đã khá ok rồi các bạn nhá. Đấy, các bạn chỉ cần luyện tập vài ngày là nó sẽ quen thôi. Thì ok, mình sẽ chia sẻ luôn cái mã setting độ nhạy này, của em nó nhá. Thì ok. Đây này, ngày 15 tháng 7 này, mình sẽ chia sẻ đám mây này, setting 4 ngón này, ok. Thì ok, thì vừa rồi mình cũng đã cho các bạn tham khảo qua cái setting 4 ngón cũng như độ nhạy. Đấy, thì các bạn xem video thấy hay thì nhớ cho mình một đăng ký kênh cũng như một like. Các bạn có ý kiến gì thì comment phía dưới để mình giải đáp nhé. Thì các bạn thích mình làm về những cái setting nào khác thì có thể comment phía dưới. Để mình thấy hợp lý thì mình sẽ lên luôn cái video đó cho các bạn tham khảo nhá. Thì bye bye mọi người, hẹn mọi người ở clip tiếp theo nha.